một Ia và một Minoan. Vâng, đây là màn hình máy của anh Mèo cầm Minoan trong trận thi đấu đầu tiên, và Bibi là người cầm Ia. Vâng, rất quý với tinh thần của anh Minh 90 vừa mới đi trực công trường về, và vâng, vào xem kèo ngay lập tức. Một kèo đấu hơi muộn với những người đi làm như anh, một kèo đấu như thế này là một cái thứ gì đó có thể nói là thư giãn tương đối tốt. Vì vậy vâng, còn người xem như anh là còn phải phục vụ và tất nhiên là còn phục vụ từ giờ trực tiếp thì còn bàn dự đoán. Người góp công không nhỏ, người hùng thầm lặng đằng sau cánh gà đó là anh The Mod. Vâng, bây giờ thì cứ cố xuống thôi, còn cố lên thì vâng toàn oảng. Vậy cố xuống thôi. Trận thi đấu đầu tiên, bên kia là Seng Hit hơi căng dành cho IA ở Binoan. Nhưng vạn sự thì bao giờ nó cũng khởi đầu nó gian nan. Vâng, dường như là có bãi quả phụ thì phải. Một đàn hiêu đang được đẩy về nhà chính khá nhanh. Không, vì vậy là vâng, voi vàng chứ không phải là quả phụ. Vâng, Bùi Hiền 123 vẫn đang online và xem. Vì vậy còn khá nhiều người nữa. Tôi đã nhầm rằng tưởng còn vài người thôi, 3-4 người gì đấy thôi. Lúc nãy còn comment ở trên bốc chat. Nhưng bây giờ thực sự vẫn đang còn khá nhiều người. Những người vừa mới đi làm về, những người vừa mới đi trực công trường về. Ồ, chết mất một nông dân. Hơi đáng tiếc tình huống vừa rồi, nó phát hiện ra sư tử sớm. Nhưng nông dân Nia vẫn chết trong tình huống vừa rồi, hơi cay. Vâng, thưa anh Tiểu Giang, trận thi đấu đầu tiên, quân ở bên kia thì có Seng và Hitty, còn bên này thì Ia và Minoan. Đây là Bibi, người cầm vâng Yamato trận thi đấu này. Vâng, em cũng chưa muốn xem màn hình máy của game thủ Memeo cho lắm, bởi vì Memeo là người cầm Binoan. Đấy, lát nữa xem sau, xem BB ép đời đang khá mượt. Và có lẽ là phần đông các bạn khán giả cũng đang muốn BB xem, muốn BB ép đời. Những thao tác tay vẫn đang còn rất mượt đến từ game thủ BB. Vâng, đánh kèo như thế này thì mai thì có lẽ kèo 1-4 sẽ vẫn diễn ra thôi. Nhưng có lẽ là hơi muộn một chút về buổi chiều. Tất nhiên là sẽ vẫn diễn ra thôi, nhưng buổi chiều thì là hơi muộn một chút. Bây giờ thì hiện tại Tom Gui thì cũng vừa mới rời hiện trường thôi. Và dường như là Dũng Con vẫn đang còn ngồi đây chứ chưa về. Dường như là như vậy. Vâng, và bạn có số điện thoại 0465723 và 735. Không sao hết, bây giờ thì tầm này thì ai cũng xứng đáng điểm danh. Vâng, bạn là Vân Ronaldo. Vâng, tưởng chừng như Tom Gui đã rời hiện trường, nhưng quạ tiếp tục bay về. Và chúng ta cùng chờ xem trận thi đấu đầu tiên này liệu quả có giúp được BB và cầu thủ Mèo có được một kết quả có lợi. 25. Vâng, rất tốt. Bây giờ thì BB thôi. Rồi, cố gắng chặt hết cái gỗ 75 lên một cách nhanh nhất. Đánh như thế này chắc là chiều ngày mai, kèo đấu chiều ngày mai chắc phải cao su tầm khoảng 2 giờ. Tầm đấy, nhẹ nhẹ là phải tầm 2 giờ. Úi dồi, Văn Lớp cầm Seng. Lên đời rất khác bọt. Điều kiện, đây là BL. Và BM bò cái gỗ. Vâng, dường như B là người nhớ map, nhưng map này thì là hơi khó.
Như vậy là bắt đầu có ngựa giò đến từ Seng, trong khi thì mình vâng chưa đủ 800 thực. Hơi căng. Dường như anh Mèo là một bài khung, chúng ta cùng xem anh Mèo. Vâng, nên vẫn cố gắng, một bài khung nên vẫn cố gắng, nhưng anh Mèo vẫn chưa kích. Vâng, nó có khá nhiều khán giả bị lừa kèo khi mà tưởng chừng như đã hết, nhưng vẫn còn kèo đấu diễn ra. Vâng, mạnh mẽ lên thôi, tầm này thì gần sáng rồi, ai mà hoảng sâu thì được đó. Còn ai mà vâng chưa, vâng đang có khả năng dư giả thì nên cộng thêm vào, cộng thêm một cái lượng tài khoản ép coin của mình thôi. Đây màn hình máy của Tủ Vi, không biết đã kích được chưa. Như vậy kích được rồi và bắt được cả con giò. Ồ rồi. Vâng, như vậy là bị chơi hai đầu, bị thông hai đầu tớ này. Bãi vàng đã bị thông xong. Và ơi đi sai, 1-0. Nhanh tay lên các bạn. Vâng, trận thi đấu thứ hai chuẩn bị được diễn ra. Đây là kèo đấu 2v2. Và gần sáng rồi, các game thủ muốn đánh tốc ký, vâng tốc chiến và tốc thắng, thì các bạn hãy nhanh tay lên. Hit của game thủ vâng không cần ép coin trước game thủ 2 lên đời khá muộn, nhưng xem là quá đột biến. Chúng ta cùng chờ đợi đến với trận thi đấu thứ hai ngay sau đây thôi.